Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Rồi, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục một món ngon từ cà tím quý vị. Rồi, cái món này thì chúng ta có thể thực hiện rất là nhanh, trong vòng khoảng 10 phút rồi quý vị. Rồi, chúng ta đã có một cái món ngon rồi. Nó để thực hiện cái món này thơm ngon hấp dẫn này như thế nào á, thì mời quý vị cùng Quỳnh Phương vào bếp để thực hiện nha. Đây, trong tủ lạnh Quỳnh Phương còn một trái cà tím nè quý vị. Đó, thì còn gì thì mình sẽ chế biến cái đó ha. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ, tại vì mình rửa sạch rồi, mình mới bọc cái bọc thực phẩm này nè, để mình bảo quản cho nó lâu. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra ha quý vị. Rồi, cắt bỏ cái phần đầu nè, phần đầu cắt một ít thôi. Rồi, loại bỏ cái phần này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nè ha quý vị. Trái cà tím này thì Quỳnh Phương sẽ cắt ra làm 3. Sau đó thì mình sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ 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 nữa ha quý vị. Được mà cà tím mà chúng ta vừa hái xuống á, nó chúng ta về chúng ta chế biến liền á thì nó sẽ thơm ngon hơn nữa ha quý vị. Rồi bây giờ Quỳnh Phương cắt nhỏ ra nữa. Sau khi cắt nhỏ ra thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương ở đây là một thau nước, rồi chúng ta bỏ vô xíu muối, thì chúng ta làm nước muối pha loãng để giữ cái màu tím của cà. Thì Quỳnh Phương có để vô một xíu giấm đó quý vị. Đó, rồi bây giờ mình sẽ ngâm ngâm cái phần này cà tím ở trong cái phần nước này hết quý vị. Đó, rồi quý vị ngâm cho nó ngập hết nước nha, để những cái mủ của cà tím á nó không có làm đen cái phần cà của mình đó quý vị. Đó, thì mình ngâm khoảng 10-15 phút gì đó. Nè quý vị xem nè, Quỳnh Phương ngâm xong rồi nè. Đó, cái phần cà nó vẫn còn rất là trắng và ngon ha quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái rổ để mình đem cái phần cà này ra. Thì trước khi chế biến món này thì quý vị để cho nó ráo nước chút xíu nha. Đó, có thể vũ vũ cho nó ráo nước một chút xíu. Sau đó thì mình sẽ cho vào một cái tô lớn hay là một cái thau quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái bột chiên giòn cay. Quý vị có thể sử dụng bột chiên giòn cũng được. Có bột chiên giòn cay thì chúng ta sử dụng ha. Loại bột này ngoài bao bì là nó ghi vậy luôn đó quý vị. Bột chiên giòn cay ha. Rồi mình trộn sơ qua một cái, cho cái phần bột này nè nó thấm đều ở bên ngoài của cái phần cà hết đó. Bột này thì người ta cũng đã nêm nếm sơ rồi quý vị. Một chút xíu mình sẽ nêm nếm gia vị lại nữa ha, cho nó phù hợp với khẩu vị mình á. Rồi, sau khi mà trộn xong rồi, bây giờ mọi người bắt một cái dầu, chảo dầu lên giúp Quỳnh Phương ha. Cái nồi mình, cái chảo mình nó nóng nóng chút xíu, rồi mình hãy bỏ dầu vào. Nè, quý vị xem nè, bỏ dầu vào thì đợi dầu nó nóng lên nè, nó lên tim nè. Để cái đũa vô nó kêu bóp 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 nhẹ nhẹ đó quý vị. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ cho từ từ cái phần cà này vào. Rồi cho vào, quý vị là nhớ là để lửa lớn nha, để lửa lớn, để dầu nóng rồi mình mới cho vào mình chiên. Thì mình chiên cái phần cà này nhanh thôi quý vị, khoảng 1 phút thôi, đó, 1 phút, 1 phút rưỡi thôi. Mình chiên với lửa lớn thì mình chiên nhanh vậy đó, nó sẽ giúp được giữ cái màu cà của mình đó quý vị. Đó, cái màu cà của mình còn rất là đẹp, nó không bị mất màu. Rồi tiếp tục còn mẻ nó, Quỳnh Phương chiên cho nó xong luôn hết quý vị. Rồi đây nè, coi cái màu cà nè. Đó, cái màu cà còn rất là hấp dẫn hết quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đây. Màu cà còn màu tím rất là đẹp quý vị. Món này đơn giản nhưng mà hứa hẹn rất là bắt cơm đây. Rồi sau khi mà Quỳnh Phương gấp ra hết rồi, giờ mình sẽ chắc bỏ để dầu này ở ngoài luôn hết quý vị. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho dầu, cho cà vào cái chảo nè. Đó, cho cà vào lại cái chảo. Sau đó thì quý vị cho mình một muỗng đường lên nè. Thì tùy mình ăn đường ít hay đường nhiều á, thì mình sẽ cho nó phù hợp. Nhưng Quỳnh Phương thì Quỳnh Phương cho khoảng một muỗng thôi. Rồi cho thêm khoảng 3/4 muỗng muối, muối ớt đó quý vị. Tiếp theo là quý vị cho Quỳnh Phương đây là bột tỏi. Nếu quý vị mà không có bột tỏi thì chúng ta có thể phi tỏi cho nó vàng, nó thơm thơm chút xíu, rồi chúng ta để vô cũng được ha. Rồi bây giờ mình trộn lên nè.
trộn cho nó đều lên, rồi mình ăn thử miếng coi nó vừa ăn chưa, rồi mình gia giảm lượng đường với lượng muối ớt đó quý vị. Vậy là cơ bản một cái món ăn nhanh, gọn, lẹ, hấp dẫn cho những cái bữa cơm chay trong gia đình. Thì Quỳnh Phương xin cảm ơn quý vị luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua. Nếu thích thì ấn cho Quỳnh Phương một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đặc biệt là quý cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Quỳnh Phương ha. Rồi, Quỳnh Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.